Thưa quý vị, để tiếp theo cái dòng nhạc về tình ca quê hương thì một người nam nhạc sĩ mà chắc quý vị đã thấy gần đây xuất hiện ở trên sân khấu Press by Night, và trước đây anh là một thí sinh TV star và anh đã được giải nhất, và hôm nay ra đây anh sẽ trình bày lại chính nhạc phẩm mà đã cho anh cái giải nhất hôm anh đi thi trong nhạc phẩm Thương Về Cố Đô. Xin mời quý vị chào đón giọng ca rất là ngọt ngào, rất là tình tứ của nam ca sĩ Bảo Khánh. Chào Bảo Khánh, xin kính chào tất cả các cô bác, các anh chị và các anh em có mặt ngày hôm nay, lời chào trân trọng nhất. Sao ạ? Giờ em ở quận Cám. Chị ở đâu ạ? Ồ, nghĩa là đồng hương với nhau. Trước bên vẫn lâu ai ngồi, ai câu, ai sầu, ai thầm, ai thương, ai cảm, ai nhớ, chỉ đưa câu mãi đầy mà trần lòng.